Chào mừng các bạn với kênh Định Nguồn Vlog và Sóng Văn Sóng Giang Vlog. Thưa các anh chị, thì hôm nay mình sẽ nói về một nhân vật mà gọi là Hồ Liêm. Mà trong đó cái kênh Chú Lan á, thì cũng đã lên chia sẻ về tố giác cái tên Hồ Liêm này. Thì mình cũng đã xem qua cái những cái, sau đó mình lên trên YouTube á, mình kiếm cái tên Hồ Liêm chống tham nhũng, thì thưa anh chị, không thấy chống tham nhũng đâu á, mà thấy cái này thì cái kênh Đinh Nguyên Vlog, kênh Sống Vàng, thì tôi không biết tôi đăng gì, mà có một kênh thì tôi sẽ không có đăng hình ảnh tại vì tôi làm hai máy gì con chung hết mày đúng không. Thì bây giờ thì mời quý vị cùng xem nha. Tên Hồ Liêm này đây. Được rồi. Ừ? Được rồi. Xin mấy cái mì. Được con nào? Mì đừng rồi. Đây. Cái tên á là tên Hồ Liêm này chống tham nhũng, chính Chu Lợi Bình. Thì tìm kênh rất khó thưa các anh chị. Thì có lẽ là quý vị thấy là những cái tiêu đề của Hồ Liêm đa phần vào tấn công vào Phật giáo Hòa Hảo ha. Có 5 clip đó là giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo mộng làm tổng thống. Thứ hai, giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo tạo thoát ngày 9 tháng 9 năm 1945. Giáo chủ Phật giáo theo Nhật. Giáo chủ Phật giáo mượn đạo tội đời. Giáo chủ Phật giáo không được trung dinh. Bốn chứng cứ chứng minh quân đội Phật giáo Hòa Hảo giết giáo chủ, không rồi cái này á thì nói về ông Trương Quang, Trương Quang. Thì tôi sẽ nói về vấn đề cái ông Trương Quang này sao, rồi trí tuệ người, nói chung là bắt đầu nói về đạo Phật. Nhưng mà những cái video này á thì tôi không có thể đưa lên tại vì nó vi phạm bản quyền, đúng không? Đây, những cái bài viết của ông ấy đối chất bản chất sự thật giữa Phật giáo và đạo Phật. Dạ thưa chú, đạo Phật và Phật giáo nó là một, khác biệt cái gì? Mệt quá, biết thì nói biết thôi. Rồi bài thân trung ấm và sáu nẻo luân hồi. Rồi có một bài ấy, thì có lẽ là có một bài là đây Chúa Giêsu nữa, đúng không? Rồi đây rất nhiều thưa các anh chị, rất nhiều. Không biết cái người này như thế nào mà lại viết cái bài về tôn giáo rất là nhiều, đúng không các anh chị? Biết cái bài về tôn giáo rất là nhiều, mà có một bài là phản biện ông Thích Nhật Từ, rồi tiến sĩ Thích Trương Quang. Cái này là có một năm trước rồi các anh chị, một năm trước á, đây ha. Rồi ông ta cũng phản biện là tiến sĩ Thuận Thọ Thích Thúc Tiến, thấy không? Rất là nhiều, mà tôi không biết là ông ấy hiểu được gì, bao nhiêu gì Đức Phật, bao nhiêu gì kinh lý của đạo Phật mà đi phản biện các chư tôn đức tăng ni. Ngoài cái ông Quang đó thôi nha, ngoài ông Quang ra thôi còn nhiêu là ông Nguyệt Từ nữa. Ông Nguyệt Từ không biết phản biện có một bài gì, tôi cũng chưa nghe, không? Rồi đây, rồi thứ nhất là liên quan vấn đề mà đạo Phật giáo Hòa Hảo, thì vấn đề này tôi cũng không có nói nhiều về cái đạo Phật giáo Hòa Hảo này, tại vì tôn giáo của bạn mình tôn trọng. Ai sai thì quốc ngay người đó. Nhưng chính cái chú này á là lên bài gọi là 1, 2, 3, 4 rất là nhiều bài về là về đạo Phật giáo Hòa Hảo. Còn riêng gì những bài mà nói về các YouTube là cái gì cái, nhưng mà rất nhiều bài viết về tôn giáo Hòa Hảo, đạo Phật giáo Hòa Hảo, đúng không?
Đó. Đó thưa các anh chị. Như vậy không có bài cũng hơi bị xuyên tạc chút xíu nha bạn. Ở chú chưa nghe cái chú rồi 2 năm trước ha. Thấy không? Ở những bài này thì chưa nghe ha. À, có lẽ là chú nên nên cẩn thận những cái lời nói của mình. Nếu không là bị sẽ vấn đề liên quan đến 311, đặc biệt liên quan đến yếu tố tôn giáo. Được các anh chị, được chưa? Nói chung á là tôi cũng nói ở đây là có một bài ông Thích Trung Quang ông có một bài nói là ông Minh Đạo có tội, còn Thích Trung Quang á là vô tội. Thì tôi đã đưa lên cái gọi là đây. Tôi đã phân tích cái phần cái chỗ này và tôi nói rằng á vô tội sao bị cấm 2 năm. Đúng không các anh chị? Rồi tấn công vào thầy Minh Tuệ ha. Người ta không đụng chạm tới phản biện thì đương nhiên phản biện á thì sẽ cho phản biện đi. Một cái clip người ta có 10 mấy phút và khoảng 9 mấy phút. Rồi đây về Phật giáo ha, cũng có ha. Chú có biết cái vấn đề mà là Phật A Di Đà hay là có cái Tây Phương Cực Lạc ở đâu hay không? Thì có kinh A Di Đà có biết liền gì? Đúng không? Rồi cái clip mà Phật giáo tự đạo bất tử đạo Phật như thế nào? Tôi nói rõ đạo Phật và Phật giáo là một nha. Bởi vì ở ngoài á mình kêu á là kêu đạo Phật. Đúng chưa? Đúng chưa? Tôn giáo Phật giáo. Ở ngoài là tất cả cái đó à, tôi đi chùa tôi là đạo gì đạo Phật. Chứ không lẽ kêu Phật giáo. Nghe chú. Cho nên là chú đừng có lầm tưởng là à, Phật giáo bất tử đạo Phật. Sai. Bởi vì tôi nói với chú nghe như này, là Phật giáo và đạo Phật là một. Đúng không? Không lẽ bây giờ à, lập cái căn cứ công dân hay gì hay là người ta mày đạo gì mày? Dạ con đạo Phật. Đạo Phật, đạo Công giáo, Phật giáo Hòa Hảo, đạo tin, đạo có gì đó kia này nọ. Nhưng cái tên chung là Phật giáo, là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cái tên chung là người ta kêu là Phật giáo. Còn đạo Phật á, mày đạo Phật gì? Để phân biệt ra đạo này đạo kia. Chứ không phải là Phật giáo bất tử đạo Phật. Đó, nói để cái tiêu đề là sai. Nha. Chú đã là gần như là nói chung á là chú đang phá hoại khối đại đoàn kết tôn giáo. Đúng chưa? Khi mà cái giáo chủ cái video này á thì chú dựa vào đâu mà chú nói là giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo mộng lần tổng thống để cái tiêu đề như vậy là nó sai. Đúng không? Rồi giáo chủ Phật giáo Phật tẩu thoát ngày 9 tháng 9 năm 1945. Cái tiêu đề này nó ở đâu mà mình dựa vào đâu? Mình dựa vào đâu là giáo chủ thương Nhật rồi mượn đạo tạo đời dân dân và dân dân rồi không được vinh danh. Mình phải dựa vào cái gì? Yếu tố gì? Ha? Để nói cho anh chị. Để nói. À, để nói các anh chị, nó là những gì mà mình nói. Những gì mà mình nói, thưa các anh chị. Như vậy cái chú này á 1, 2, 3, 4 không biết dựa vào tư liệu lịch sử nào ở đâu mà nói. Tôi chưa có mở cái những cái clip này lên. Nhưng mà nếu như mà bên Phật giáo Hòa Hảo mà lập vi bằng á thì có lẽ là chú này sẽ bị gọi là gì à? Vi phạm điều 31, lợi dụng quyền tự do dân chủ, tấn công lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích hợp pháp của các cá nhân và tổ chức là không? Đây tổ chức này ở đây, hiểu không? Ai là trưởng môn thì nhớ là lập cái này. Cái đơn thì có lẽ là một chút xíu tôi sẽ
tại vì cái máy này á không thể đọc cái đơn được, đúng không? Thì các quý vị có thể đơn thưa ông này, thì quý vị có thể là vào cái kênh của kênh chú Lan á thì đọc thôi. Đó, đây những cái này thì không lẽ không có bằng chứng cơ sở nói rằng Phật giáo Hòa Hảo mượn đạo tạo đời? Trời đất ơi, người ta cũng làm từ thiện rất nhiều, thấy không? Tất cả các lễ hội giống như là lễ hội của ông Nguyễn Dương Trực á, rồi vân vân nhiều, rất nhiều, thì đạo Phật giáo Hòa Hảo là nơi người ta làm từ thiện rất nhiều nha. Đây các anh chị thấy không? Còn bây giờ để bức tự đạo Phật thì cái video nó dài, tôi không có phản biện được. Video nó dài. Rồi Phật giáo quỷ hoại đạo Phật như thế nào? Rồi Phật giáo bức tử đạo Phật, Đức Phật, đạo Phật không hề tồn tại trên thế gian. Dạ thưa chú. Dạ thưa chú ơi, chú à, khi người ta mình hỏi mày đạo gì? Dạ em đạo Phật. Còn để tôn giáo gì? Dạ tôn giáo là Phật giáo. Phật giáo đạo với đạo Phật là một. Còn bên Công giáo thì Thiên Chúa giáo, đúng không? Thì hỏi đạo gì? Dạ Công giáo. Thông Chúa giáo, Công giáo và Thiên Chúa giáo cũng là một, đúng không? Tôi không biết bên Hòa Hảo là cái tên gì nữa, chứ còn đạo Phật với lại là Phật giáo là một ha. Còn thứ hai nữa là chú để cái tiêu đề là Đức Phật không hề tồn tại trên thế gian. Tôi sẽ nghe cái video này và tôi sẽ phản biện lại chú một dịp gần đây. Chưa có thời gian để do tôi làm bên Trung Quang Minh Tuệ rồi. Nghe không? Nên thấy chú để cái tiêu đề cũng mất ghét. Ngồi đó mà so cái này so cái kia mà không biết là mình nói cái gì. Ha? Không biết mình nói cái gì. Cho nên á, bây giờ nói với chú, nói vậy, nói nhẹ 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 sơ sơ vậy nè, là chú để Phật giáo bức tự đạo Phật như thế nào á, thì tôi nói rồi, Phật giáo và đạo Phật là một. Vậy thôi. Người đi ra người ta hỏi là mày đạo gì? Dạ con đạo Phật. Nhưng mà trong cái căn cứ công dân hay làm gì á, để tôn giáo là Phật giáo hay là chế đạo của Thiên Chúa giáo, Công giáo, thì người ta nói rằng á là tôn giáo là gì? Công giáo, chứ không ai nói Thiên Chúa giáo hết, đúng không? Tin lành, thấy không các anh chị? Công giáo, Thiên Chúa giáo là một hả cha? Còn đạo Phật với Phật giáo cũng là một đó. Mệt thiệt. Nói thôi, xin chào tạm biệt cả nhà nha. Thì em xin phép xuống ngừng video đây. Ai chưa đăng ký, nhưng đăng ký ủng hộ kênh và nhớ cho ngón tay đẹp. Bye bye.